Rồi, xin chào các bác nhá. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại kênh của em. Hôm nay sớm hơn. Hôm nay là ngày 17 tháng 4 năm 2020. Và nhiệt độ bây giờ đang 30 độ C trong miền Nam ạ các bạn. Đó thì bây giờ em lên một cái video này cho các bác coi. Nối cơm điện cao tần. Cho các bác coi cái hàng nồi cơm điện của Nhật đó, và nồi cơm điện thông thường mình đang hay sử dụng tại thị trường Việt Nam mình. Đấy, thông thường nhé, coi như là hiện tại đang sử dụng rất là nhiều đó. Thì nồi cơm bên cạnh đây là cái dạng như vậy, mình đang dùng là gọi nồi mâm nhiệt đó. Nhưng cái này thì nồi nó cũng thực dạng cao cấp hơn nồi mâm nhiệt một chút, là nó dùng dạng điện tử đó. Còn nó cung cấp bằng công suất đó để nó đốt nóng cái này lên, điện trở là dẫn vô. Còn cái bình thường như của bác thì nó đơn giản thôi, nó chỉ có mấy sợi dây điện trở thôi chứ không có gì cả, không có phần bo này nữa đâu. Đó thì đây gọi như là nồi điện tử đấy, nói khác hơn là điện tử mâm nhiệt. Còn cái nồi bình thường kia là gọi là nồi điện mâm nhiệt đó, chỉ có cái mâm nó này không thôi và có một nút nhấn cơ nó mới cả mấy cái dây điện nòng ngoằng như thế này này là hết, không có cái phần này. Đó thì cái nồi này như tầm là nít 8 trong siêu thị thì bây giờ bán cũng khá là cao. Đó, giá tầm 1,8 triệu đến 2 triệu mấy nồi nít 8 nhá. Cái tầm tiền đó em khuyên các bác có thể mua được một cái nồi của Nhật nít 8. Chất lượng còn khá là ok nhá. Nếu mà tầm tiền đó 2 triệu hơn 2 triệu trở về vẫn còn nồi nhưng cũng được nhá, chứ không đến nỗi nào. Đấy thì nhưng mà thêm cục nguồn thôi. Đó nhưng mà cái chất lượng cơm sẽ khác nhau hoàn toàn. Đó chẳng hạn như các bác mua cái nồi cao tần mà bác nấu, em đảm bảo các bác là bác sẽ đưa cái nồi cơm kia ra ve chai ngay, đảm bảo các bác một câu luôn. Còn đây là cái nồi kết cấu của cái nồi mâm từ này đấy. Đó, mâm từ nhá, thì cái này nó sẽ có một cuộn từ như thế này, dây đồng như thế này, các bác nhìn thấy không? Đó, nó vàng chóe ở dưới đáy nồi, có cái nó còn cả bên thành nồi nữa cơ đấy, nó hỗ trợ thêm nữa. Còn đây là cái phần điều khiển của nó sẽ có chia ra làm hai phần. Đây là một phần điều khiển nhá. Đấy. Điều khiển trong này có IC điều khiển. Đấy. Thì nói chung là các chương trình nấu ở trong cái nồi cơm này thì nó đã lập trình vào sẵn trong một con IC đằng trong cái bảng này rồi. Đây các bác nhìn thấy đây. Mình sẽ cho các bác coi, nói chung là thực tế nhiều khi có những người mà đã bán những người mà đã sử dụng rồi á thì đó là bình thường rồi. Đó thì còn những người mà chưa bao giờ sử dụng thì mục đích em quay lên đây để cho những người chưa bao giờ sử dụng lần nào nhá. Có những người sử dụng rồi thì cái đó mình cho qua để các bác xem biết thêm thôi. Đấy, đây một con IC điều khiển đó, thì con này thì thường thường người ta phải mất rất nhiều công sức để người ta viết ra một chương trình lập trình cho nó để nó điều khiển cái nồi cơm này. Còn bên này á, bên này là phần công suất thôi, chỉ là phần công suất để cung cấp điện năng chung là vào cái quận từ này thôi. Còn phải con này nó là quan trọng nhỉ. Đó, cái phần này sửa nó có thể đơn giản hơn đó. Nhưng mà riêng cái phần này rất là khó tại vì nó liên quan đến cái con này. Đấy. Thì rất nhiều bác thợ thì thợ đã sửa rồi thì biết những con điều khiển này nói chung là nó cũng khá là khó nhai. Đấy. Nói chung là vẫn nhai được thôi chứ nếu mà tất nhiên là sẽ khó hơn cái phần này rồi. Phần này là phần công suất thôi thì nó sẽ dễ nhai hơn, còn phần này là khó nhai hơn. Đấy. Tại vì là nó liên quan rất nhiều đến phần mềm các thứ. Đó. Liên quan đến cái chức năng của những con nồi cơm này. Có bị lỗi không là do cái cục này nữa, nó cũng rất hay bị nhá. Và trên nồi cơm này cũng rất nhiều cảm biến nhá. Ở đây các bác nhìn thấy đây có một dây cảm biến ở dưới đáy nồi này, đây là một cái cảm biến này. Và trên nắp nồi nó cũng có cảm biến nhá. Đó, tại vì nhiều khi các bác bỏ cái nồi vào không có nồi nó sẽ cảm biến, hoặc là trên nắp vung nó cũng cảm biến, rất là nhiều cảm biến ở trong một cái nồi cơm này. Có những nồi cao cấp nó có thể có cái là 4-5 cái cảm biến cơ. Đấy, nên là cái nồi cơm điện nó rất là mắc tiền, là mắc ở những cái chỗ chi tiết như vậy, nên là các bác phải lưu ý. Cái nồi như thế này cao tần bình thường rẻ nhất ở trong Việt Nam mình đang bán trong siêu thị thì nó rơi vào tầm khoảng 5 đến 6 triệu đồng là nồi 1 lít nhá, giống như thế này nhá các bác nhá, như thế này. Đó, rơi vào tầm khoảng 5 triệu đồng, 6 triệu đồng. Còn nồi lít 8 thì nó sẽ cao hơn. Đấy, nó sẽ cao hơn một gấp rưỡi, gấp đôi, đó là chuyện bình thường. Đấy. Mình thì hay dùng nồi lít 8 là nhiều, còn bên Nhật thì đa số nó 1 lít. Đấy. Các bác nhìn thấy này. Nhìn thấy này, đây này. Đó. Đây có một cái phần dây nữa này, đấy. Dây này cũng là cấp nhiệt nhưng mà nó ít thôi. Đấy, ở vòng quanh nồi. Đấy. Rồi thì em giới thiệu cho bác sơ sơ như vậy thôi. Có khác nhau về nồi cao tần và nồi mâm nhiệt thông thường mình hay sử dụng. Đó, nó chỉ có vậy thôi.
Ở giờ em sẽ lên clip cho các bác từng cái món nồi các bác chọn xem là cái nào hợp với nhu cầu. Đầu tiên là mẫu nồi Panasonic, à xin lỗi các bác, Nation, đọc nhiều quá lộn hết rồi. Đó thì cái nồi này như bây giờ chẳng hạn như cái giá của nó như vậy thì bác cộng thêm cùng còn tầm hơn 300 nữa, nói chung là rơi vào tầm 8 đến 900 nồi cơm, thì nói chung là nó vẫn rẻ hơn là một phần phần năm so mình mua cái nồi kia. Nồi kia chẳng hạn như 5 triệu thì cái này bác mua chỉ có 1 triệu thôi, để rẻ hơn rất là nhiều. Đó. Thì các bác có thể dùng lần đầu tiên để sử dụng nó, thì sau này các bác có thể có tiền nhiều hơn. Đó, bác có thể mua những cái nồi đẹp hơn nữa. Đấy, thì bây giờ mình tạm thời chỉ mua những cái nồi như thế chẳng hạn, rẻ tiền. Thì em bảo các bác những cái nồi này em nguyên zin nhá. Cái nào em sửa cái gì, em sẽ nói các bác là em sửa cái gì. Sửa, nhưng mà em vẫn sẽ sửa với tất cả phương châm của nó, tất cả là hàng của Nhật hết nhá. Tại vì em có những cái nhiều nồi cơm em có xác, em có thể thay thế được y chang như nó luôn. Đấy. Chẳng hạn như là nồi cơm đây, nồi cơm em thì rất nhiều. Đó. Đủ các loại luôn. Đó thì những cái nồi bình thường giá rẻ thôi nhá, còn những cái chỗ này em bán hết rồi. Đó, thì mai em đóng hàng, tại hôm nay là không còn hàng để đủ đóng cho bác nữa. Nên là hết hàng. Hôm nay sáng nay em mới lấy được cái ít đấy, những cái xốp này, còn thiếu thùng nữa thì thùng ngày mai nó sẽ về. Thùng thì ngày mai em sẽ đóng cho các bác. Đấy. Rồi con nồi đầu tiên nhá. Là tiêu là 550 ngàn nhá. Đấy. Thì con này cái giòn này các bác nhìn thấy không? Nó hơi mốc 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 mốc. Giờ em không có lau chùi. Bác lau lên nó sẽ rất là mới, rất là đẹp. Em đảm bảo các bác luôn. Đấy. Và đây là cái son của nó nhá. Son bên trong thì nó không có một vấn đề gì cả. Nó chỉ bên ngoài hơi xấu xấu chút thôi. Bác bỏ qua ngoại quan đó thì bác có thể lấy cái son rất là đẹp. Đấy, giá nó là 550. Nấu à. Mình tắt mất điện rồi. Em thì nói thật các bác, em bán hàng em chỉ có tiếp khách ở nhà từ thứ hai đến thứ bảy thôi, chủ nhật thì thường thường em không có nhà, em chỉ có thường buổi chiều em có nhà thôi, nhưng mà các bác thì hạn chế đến ngày chủ nhật nhé, tại vì ngày chủ nhật bác muốn alo đến thì các bác alo trước cho em xem có nhà hay không, còn đa số những ngày thường em có nhà hết, chứ ngày chủ nhật em không có nhà thôi. Con nồi này giá nó là 550 nhé. Đấy, nấu này 48 phút này. Đó. Thì bác nào chưa quen có thể alo cho em sẽ hướng dẫn các bác những cái phần nấu trên này, em sẽ ghi cái phần băng keo lên đây. Tại vì bác chỉ cần sử dụng một tuần thôi là bác sẽ sử dụng được hết, không có gì phải lo lắng cả. À, con số 2. Số 2 là một con Juicy nhá. Giá 550 ngàn. Nồi sao về bán vậy thôi. Đó, em không có lau chùi nó sạch sẽ đâu, nên các bác thông cảm nhá. Đấy. Giòn của nó đấy. Đấy. Xong này, bên trong son của nó. Này. Nó chỉ hơi sức sức một chút trong ngày thôi nhá. Thì cái này còn lâu thì mới dính được cơm nhá, đảm bảo các bác luôn. Đó. Thì các bác cái nồi này trông dính rất tốt. Như vậy không ăn thua gì đâu. Cái nồi nhôm các bác còn xài chắc chóc hết, bác còn dùng được mà. Thì các bác dùng cái này ấy, lúc mà ăn cơm còn dư ấy, ngâm nước. Đó, ngâm nước thôi. Còn lúc mình lau bằng cái rẻ thôi nó đã sạch hết rồi. Lau tay cũng được, nó đã sạch rồi chứ đừng nói là lau cái khác. Nhưng mà đừng có lau những cái đồ có sắt nhá, nguy hiểm. Làm cháy nồi, xước mất nồi. Đấy. Đấy. Đồng hồ có này. Bác muốn hẹn giờ đúng không? Đó. 3:30 mình tăng lên. Chẳng hạn như là sáng đúng không? 6:10, bác 6:10 sẽ có cơm ăn nhá, chứ không phải 6:10 cơm mới nấu. Nhấn nút này, nó sẽ lưu ở đây. Bác để đèn màu xanh nhá. Đó, nó sẽ lưu ở đây đúng 6:10 bác dậy là có cơm chín. Nhưng mà đủ như là nhưng mà tối là phải nhớ cắm điện cho nó nhá, chứ đừng có rút điện ra mà đi ngủ hẹn giờ xong rút điện ra là chết ạ. Quên đấy. Rồi con số 3 nhé bác nhé. Số 3 còn Lan Ti Đô Lan. Đấy, 550 nhé. Đây, son nó cũng còn ok bác nhé. Đấy, như vậy thì mình không thể nói nó bong chóc hay kia được. Đấy,
rất là đẹp nhé. Lấm tấm ni ti bằng cái đầu tăm thôi bác nhé. Đây là cái giòn của nó này, đấy, còn trắng nhé. Này các bác đem đảm bảo các bác về chỉ cần vệ sinh sơ đi cái là nó sẽ sạch sẽ ngay, đây là bảo bác luôn. Tại vì nếu cái này em nói thật các bác chỉ cần lau bằng cái dầu bóng thôi là nên nên video là nó phải là bóng, nó bóng ngay, đẹp trai ngay, nhưng mà em không có thời gian bác ạ. Đồ em sâu rồi, quá trời em không có thời gian đâu bác. Có sao em bán vậy. 48 phút. Đó. À, không phải là em cố tình đâu, nhưng mà tại vì là thực sự là thời gian em không có nhiều. Đó. À, mình bán rất là nhiều thứ nên là thì mình bán giá nó bớt đi. Đó, thì mình không vệ sinh được thì các bác có thể về tự vệ sinh. Vì tại vì đằng nào em vệ sinh xong thì các bác về bác cũng phải vệ sinh lại. Ừ, nên là thôi thì em chỉ lau cái nằm ngồi cho sạch sạch chút nữa, bên ngoài lau cho sạch sạch chút thì bác về vệ sinh kỹ hơn. Tại vì bác phải về đun sôi một hai lần đi nhá, cho nó sôi sục hết, cho nó lên hơi nó sạch sẽ. Rồi hết nấu cơm nhá. Đó. Rồi con số 4 này. Số 4 là 6,5 nhá. Đó, son rất là đẹp con nhá. Đó. Con này hết pin nên bác nói em sẽ thay pin cho các bác. Thay pin ở đây thì em thay cho. Đó, chứ còn thay ở ngoài kia thì mắc tiền hơn á. Đằng nào cũng mua hàng thì em sẽ thay pin cho các bác. Rồi con số 5,700 ngàn. Con này con áp suất nhé. Nó chỉ có bị 2 chấm ở dưới đấy, bác nhìn thấy không? Đấy, vậy thôi. Còn đó, ok con dê nhé. Đấy, rất là đẹp. Thường thường nồi áp suất bên đó nó mắc tiền lắm đấy các bạn. Cái này phải hẹn giờ. Đó. Thấy nó lưu giờ lại rồi. Đó, nấu cơm. Cái này hết pin rồi. Bác nào lấy em sẽ thay pin cho các bác nhé. Còn con số 6 ấy, một con Yoshi nữa, 480 ngàn các bác nhé. Này giá là 480 ngàn thôi, Yoshi. Thì bác nào có con giống như thế này thì hãy mua con như thế này nhé, HC10, 1 lít. Đó. Đó, bên trong son thì lấm tấm này. Đấy. Giòn còn ok đấy nhá. Đấy. Rồi, chạy. Con này móp này, em sẽ tháo ra, em sẽ nắn đẩy ra. Không vấn đề gì. Nó thì nồi như vậy, giá như vậy thì nó cũng ok lắm rồi, chứ rẻ hơn nữa thì cũng khó. Bây giờ có thể bác mua con giá này 480 nhá, nhưng mà bác ví dụ mà làm hư sửa, đi sửa thì vẫn 200-300 là một chuyện bình thường nhá. Đó. Chứ không có rẻ đâu, riêng là bác xách nồi cơm của Nhật ra sửa thì không bao giờ rẻ được. Em dám khẳng định với bác một câu luôn. Đó, các bác có thể sửa cái nồi cơm ngâm Nhật của mình thì rẻ thôi, chứ còn nồi cơm của Nhật thì sửa thì lúc nào phải 200 ngàn trở lên nhá. Đấy là nhẹ. Còn nặng thì không có nói. Nặng nhiều khi bằng cái nồi cơm em bán cho các bác luôn đấy. Nên các bác có thể mua một con về giá rẻ, về nấu này nấu kia. Rồi còn một con để sơ cua. Xong, đó. Con này bác lấy em sẽ thay pin nhá. Con này thì bên trong nó còn rất là đẹp. 650 nhá. Mã số 7 đấy. Con này son thì tuyệt vời nhá. Không có một vết gì cả. Đấy. Răng thì còn mới. Đây. Đây, con số 8. 480 ngàn luôn. Con này cái phím nó hơi lổ lổ một chút nhé.
mạ cà rôm. Đó, bên trong này, bên trong nó lổ lổ nhưng mà nó chưa có bong. Đấy. Quay xung quanh này. Đấy. Ok nhá. Này. Này chưa có nâu chùi sạch sẽ, nâu chùi nó sẽ sạch hơn nhá. Thì có sao em nói vậy các bác đấy. Nếu mà nâu lên thì các bác nhìn nó sẽ long lanh hơn, các bác sẽ chọn mua dễ hơn. Như đây là thực tế luôn. Hẹn giờ đó, rất hay nồi cơm Nhật, nó hẹn giờ các thứ là mình hẹn giờ sáng, hẹn giờ chiều nấu cơm, nên là đi làm về cũng không sợ. Nhiều khi buổi trưa đi làm hẹn giờ tối về cơm chín sẵn giờ đó là về chiều nấu đồ ăn thôi, giống như buổi trưa cũng vậy, rất là tiện. Sáng sớm cũng vậy, sáng sớm ví dụ ngoài Bắc lạnh ấy, thì mình có thể hẹn giờ thế là sáng sau dậy có cơm ăn thôi, không phải dậy sớm để nấu, chỉ có dậy hâm đồ ăn thôi, đỡ rất là nhiều thời gian. Đó, chứ nồi cao tần bình thường thì nó không làm được điều đó nhá. Nồi cái nồi xin lỗi các bác, cái nồi mâm nhiệt bình thường bác hay gạt đấy, cái đó thì không bao giờ hẹn được giờ đâu. Rồi con này 450 bác nhá. Đó, nó nấm tấm như gà mổ. Thì tất cả hôm nay nồi này rồi 1 lít nhá. Có một cái lít 8. Một cái duy nhất, một cái lít 8 bác. Rồi cái này, cái thứ 10 này. Mitsubishi. Model của nó là GR10. Bác nào có con này thì mua về, con này ngoại hình còn khá là tốt. Đây, cái biểu tượng nó đang nấu cơm nhá, biểu tượng đang nấu cơm. Còn bên này là khi mà ủ cơm này, bên này hẹn giờ này, nó sẽ nổi lên. Nóng rồi, bỏ nồi ra cái nó báo lỗi ngay, tắt ngay bác nhá. Đấy, do son bên trong hơi nấm tấm nhẹ nhẹ nhá. Nắp thì còn ok nhé, giòn ok nhé. Con này thì ngoại hình thì nó rất là đẹp. Có son thì nó hơi xấu chút thôi, ngoại hình thì quá ok nhá. Con này thêm sản xuất năm bao nhiêu? 2004. Nhưng mà còn khá là mới đó bạn. Nó cổ đấy. Rất là mới nhá, 2004. 4.8, rất là đẹp đấy. Ngoại hình. Rồi con cuối cùng là một con Nit 8. Thì trước tiên cho bác xem ngoại hình nhá. Đây, đấy. Hơi lên lứt nhẹ chỗ này. Bên này nó nứt nhẹ nhẹ, rịa rịa ra nhưng mà chưa lứt, bên này nứt ra chỗ này sau. Đó thì cũng không có ảnh hưởng gì cho bác nhá. Giòn thì nó còn mới nhá, giòn còn mới. Rồi cái son thôi, son thì nó chưa có chóc ra hẳn nhá, nó chỉ có xước xước xác xác như này thôi, chưa chóc ra hẳn nhá. Đấy, ngoài Nit 8 nhá. Bác nào mua con này để nấu cho nhiều người ăn cũng được. Nit 8 thì thường nấu cho 5-6 người, 7-8 người ăn bình thường nhé. Đấy. Còn pin, hết pin rồi, mình sẽ thay pin. Cái con này nút hâm cơm bên đây luôn, hâm cơm bên này luôn nhé. Thì bác nào chưa quen thì cứ nó alo cho em thì em sẽ ghi cho bác cái hướng dẫn ở đây. Con này còn nấu nhanh nhé. Rồi vẫn hoạt động bình thường các bác nhé. Thì con này gần chín bắt đầu nó mới báo giờ. Rồi con cuối cùng này thì nó bị như vậy thì em bán cho bác giá nó là 11 này. Đó, 1.350.000. Đó, 1.350.000 nhá. Thì bác nào có nhu cầu thì alo cho em. Còn Nit 8 Mitsubishi nhá. Thì hết rồi. Nồi cơm nay em đến đây là tạm dừng nhá. Còn nồi cơm nữa. Bây giờ đến cái chương mục chính. Bếp từ em để đây em review để em bán nồi áp suất thôi các bạn.
Đó, Mitsubishi size 75. Hết xui rồi, không quan trọng nữa rồi. Giờ để đây ha. Bán được xuất rồi. Rồi. Con này rất là đẹp nhá. Bên trong trắng tinh như ngọc trinh luôn nha. Son này. Tuyệt vời ông một trời nhá. Con này dung tích là 3,5 lít. 3,5 lít. Con này dung tích nó là 3,5 lít các bác nhá. Thì con này là dung tích nó là bao nhiêu lít đây? Gà con này dùng được tất cả các loại lồ nhá. Này này. Đủ các loại, Onagi hãng khá nổi tiếng của Nhật Bản đấy. Con này dung tích nó là mấy lít đây? À, con này là công ghi dung tích. Thì con này thì đây, nhỏ hơn con này chút thì nó rơi, con này rơi vào tầm khoảng 3 lít trở về. Con này là 3,5 lít, con này 3 lít. Đó. Thì bác nào nhu cầu mua thì alo cho em. Đó. Thì con này là 850, 3,5 lít nhá. Đó. Còn con này là 750. Thì cái này thì dùng cho ít người ăn, như tầm 4 người các bác có thể làm một bát canh, hoặc là luộc thì các bác có thể luộc được nửa ký thịt nhá. Đó, vịt gà thì luộc nửa ký thôi. Đó thì là 3 lít. Hầm đậu nói chung là giữa ở nhà hai vợ chồng với hai đứa con nhỏ ăn nó vô tư. Còn cái nồi này thì chêm thêm một chút xíu. Đó, như vậy. Rồi em sẽ thử một cái một nhé, tại vì là con cái CB chỗ kia của em nó không chịu được cái bếp từ này. CB nó nhỏ. Khi mình không, nó không chịu được bật hai bếp liền một lúc, em chỉ bật một bếp thôi. Bác biết em thử cái này là thử cái gì không? Em thử xem mà hơi có bị xì không? Các bác có thể nhìn thấy tại đây luôn. Đấy, nên là mình không có gì để phải so đo nữa nhá. Đó. Không có gì để mình khi ra hàng đến nơi lại bảo mình test hơi nữa là mệt lắm. Đấy. Nước đã sôi này. Tại vì em nấu trong cái chỉ nước vừa thôi để test nhanh. Tại vì thời gian có hạn, mình không thể quay lâu được. Đó. Đó, hơi nó đã đẩy cái áp suất lên rồi, cái nắp lên này. Các bác nhìn này, bên này có một cái báo phao nữa, nó sẽ đẩy lên kìa, cao dần. Khi nó cao hết cỡ lên là nó sẽ phì. Đó, hơi bắt đầu ra đây là áp suất đã cao rồi nhá. Áp suất đang cao, các bác nhìn cái phao kia kìa, phụt lên rồi nhá. Đấy, các bác thấy không? Đấy, áp suất đã cao rồi nhá. Cái này nó tự xả nhá các bác nhá. Nó là van tự động. Áp suất nó đến cái tầm đó nó bắt buộc nó phải xả ra, không xả ra nó lổ bay lồi luôn. Đó. Nó rất nguy hiểm. Đấy. Khi mà nó đã sôi như này rồi, đó, các bác có thể cho nó sôi khoảng 2-3 phút, như luộc thịt đúng không? 2-3 phút thôi. Các bác tắt lửa đi, bác để lúc bác ăn luôn, đó là thịt nó chín rất là ngon mà đỡ tốn nhiên liệu nữa. Rồi, rồi thì em chỉ test vậy thôi. Giờ em test con bên cạnh. Đấy, hơi trong này nó vẫn còn nhá, các bác lưu ý nhá. Con này nó có khóa vung này. Thì khi mà các bác nhìn kìa cái phao của nó nhá, khi mình đang chờ đợi cái phao của nó đẩy không, con này có báo phao rất là chuẩn nhá. Đấy, nó sẽ bác nhìn đẩy nhá, nó xuống dần, bao giờ nó bằng luôn cái mặt này. Đấy, nó bằng cái mặt đó thì các bác hãy mở vung nhá, tại vì lúc đó áp suất trong nồi đã không còn nữa rồi. Đấy, nhưng mà vẫn chắc ăn thì các bác mở cái áp suất này ra nữa này, xoay ngược theo chiều kim đồng hồ luôn nhá, xoay theo chiều kim đồng hồ để hơi nó xì ra bớt nếu mà nó còn hơi đó, nên chắc ăn. Đấy, còn cái kia bác nhìn thấy không? Đấy, nó xuống này, nó xuống dần đấy. Áp suất nó tụt xuống là nó sẽ tụt xuống theo. Cái phao nó nguyên tắc là như vậy. Thì cái này là 3 lít. Còn cái này là 3 lít rưỡi. Đấy. Các
Em có thấy không? Nó cũng sẽ có một cái van, van nhỏ bạn nhìn thấy không? Đó, nó nổi lên này, màu đỏ nổi lên cao này. Tí nữa hơi nó sẽ phì ra đây. Đó, tại vì cái cục này nó có một nhiệm vụ là nó sẽ ngăn chặn cái hơi ra. Hơi ra nếu mà hơi nó cao quá, ý nó vượt cái mức mà chịu đựng của nó sẽ đẩy cái này lên để cho hơi phì ra. Áp suất trong nồi nó đã lớn rồi, bắt buộc nó phải xả hơi ra rồi, không xả hơi ra là nồi sẽ lổ. Lổ là rất nguy hiểm. Đấy. Tại vì cái nồi áp suất nó rất là cao. Đấy. Thấy không? Đấy, bác thấy không? Nó thịt như vậy rất là mạnh nhá. Bác nhìn như vậy thôi nhưng mà cái hơi đó rất là mạnh, cực kỳ mạnh luôn đấy. Tại vì nó áp suất nó phải đẩy được cái đó lên mà bình thường rất là nặng. Đó. Nó phải đẩy được lên thì nó mới phì được hơi ra. Thì nó áp suất đã quá cao rồi. Bác nhìn cái van bên này nó tòi lên này. Đấy là trong nồi áp suất nó báo cho mình biết là rất là cao. Con này nó có xì bốn hướng xung canh. Đấy. Nó xì để nó tản cái hơi ra cho an toàn đấy, nó xì rất là nhiều. Đấy. Khi mà bác đun sôi đến như vậy rồi thì bác chỉ để khoảng 2-3 phút thôi. Lưu ý cho em nhé, tầm đó thôi. Đó thì bác hãy tắt lửa đi, rồi các bác để đó. Để áp suất nó cạn từ xuống là lúc mình mang ra là vừa. Đấy. Thì cái hơi nó phì như vậy các bác không có sợ ra kệ nó nha, tại vì nguyên tắc của nó như vậy rồi. Nó xả hơi an toàn rồi. Bên trong nó hơi nhiều quá thì bắt buộc nó phải xả thôi. Nó không xả thì nó rất là nguy hiểm. Đó, còn bây giờ bác nhấc lên nó còn mạnh hơn nữa. Đấy. Con thấy không? Đó. Đấy là mình đun sôi là nó chỉ nhảy nhảy như vậy thôi. Nhưng mà mình cứ nhấc này lên nó còn mạnh hơn nữa, cái áp suất trong rất là lớn. Mà lưu ý cho em nhé, khi mà nấu cái nồi áp suất này thì chẳng hạn như là nó có 3 phần, bác chia là 3 phần thì bác để hai phần nước thôi nhá. Còn phải để một phần cho nó có cái áp suất bên trong nó lưu thông. Chứ bác mà đổ đầy đến tận miệng này cái đồ ăn nó phun hết ra đây luôn. Nên là các bác phải lưu ý cái vấn đề đó cho em nhé. Đổ hết ra đó là chết luôn đó. Là bẩn hết cả cái bếp luôn đó. Nên là mới cả nó nguy hiểm nữa. Là nhiều người cứ thấy ấy vậy là nấu vậy, nhưng mà thực ra như vậy là mình sai lầm đấy nhá. Đó. Nó chỉ được đổ hai phần nước thôi. Giống như cái nồi cơm điện, bác để ý cái phần nó bao giờ nó cũng để cái vạch nước ở đó, để cho mình bỏ lên đó thôi. Nhà sản xuất người ta đã tính toán rất là kỹ rồi, nên là mình không được làm trái cái quy định của người ta. Tại vì nghiên cứu nồi áp suất nó đã một quy trình rồi, nên là người ta tạo ra nó rồi, nên là mình phải tuân thủ theo quy trình của nó, chứ không có nấu bậy bạ được. Nấu quá tải nó rất nguy hiểm. Rồi, đây là cái nồi áp suất 3 lít nhà rưỡi nhá. Rồi, xin chào các bác nhé. Cảm ơn các bác đã theo dõi video của em. Các bác nào có nhu cầu mua thì alo cho em nhé. Em còn lại các bác ở video tiếp theo.